Hey, mình là Di đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay mình sẽ chơi một cái tựa game mới có tên là Astroneer. Một tựa game mà cũng là về khám phá và du hành vũ trụ, rất là giống No Man's Sky mà các bạn đã yêu cầu mình rất là nhiều ha. Rồi, và tựa game này thì mình cũng chỉ xem sơ một xíu thôi mà mình cũng chưa hiểu rõ lắm cách chơi cũng như là nó sẽ làm gì trong cái này, cho nên mình sẽ vô luôn. Và đầu tiên là mình sẽ chơi cái tutorial này trước để giống như là nó hướng dẫn mình cách chơi rồi các kiểu á, để xem như thế nào, rồi mình sẽ chơi cùng với mọi người nha các bạn. Ok, đây là mình trong một cái này gọi là cái kén ha các bạn. Kiểu giống như là thường thường là trong mấy cái tàu bự bự á, mình phóng vô những hành tinh đó mình đi khám phá đó. Rồi, và mình va vào phải một cái cục đá bay ngoài không gian, thiên thạch hay cái gì đó. Và đang ở dưới mặt đó. Rồi, quay vòng 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 vòng, lọt vô một hành tinh và bắt đầu hành trình khám phá và sinh tồn. Ok, bấm nút chuột phải giữ và di chuyển camera. Ồ, ok, cái này nó hơi rắc rối một xíu nè. Look at the red beacon, nhìn cái này, rồi bấm F để đi ra. Di chuyển thì như bình thường như ASD ha các bạn, space để nhảy. Và đây là một cái con xe mà nó bị hư rồi. Trên nó có cái máy gì nè. Đi nè. Ok, thì trong này các bạn, để mà tụi này nó có thể thở được thì nó có một cái máy tạo oxy và nó sẽ kết nối bằng cái dây này ha. Thì đồng nghĩa với việc là đây sẽ là một cái, rồi đúng rồi, oxy generator, đây sẽ là máy tạo oxy. Và từ cái này nó sẽ cho mình một cái dây nối vào để mình thở. Thì bây giờ nó kêu mình là kết nối mấy cái dây này. Đầu tiên mình nhặt cái này lên. Bây giờ mình đặt ở đâu đó để cho nó kết nối đó. Nhờ các bạn, trong phạm vi của nó nào, xa quá thì nó không còn nữa. Đây. Đó, nó sẽ kết nối được xuống dưới cái dưới này. Và ở đây còn mấy cái nữa nè. Mình kéo xuống dưới kia á các bạn. Coi như đi tới đâu là mình thở tới đó đó. Đó, thì trước hết thì mình sẽ vô chơi thử cái tutorial này trước để hiểu rõ cách chơi. Rồi từ từ thì mình sẽ rủ mọi người vô chơi nha các bạn. Game này chơi được tối đa là 4 người nếu mà chơi một mình làm host, và 8 người nếu mà mình thuê một cái server nào đó để mình chơi ha. Các bạn đi nhặt mấy cái này lên. Nhặt lên được, nhặt được nhiều lắm luôn á. Mình nhặt mình cất vào ba lô của mình đó. Đó. Rồi bây giờ mình vừa đi mình vừa nói cái dây thở này, mình nói xuống dưới kia, nó nhiệm vụ nó kêu mình đi xuống dưới kia. Rồi và đi thôi, một hành trình mới bắt đầu. Tèo téo téo tèo téo. À, đây là cái gì đây? Cái này là cái gì? À, bây giờ mình tới mình đổi cái này hả? Ồ, đổi cái ba lô và trong này nó có cái đèn. Cái đèn bây giờ mình sẽ cất vô đây. Nó gắn cái đèn lên trên cái ba lô của mình luôn. Coi như ba lô này nó xịn hơn cái kia hay sao đó. Rồi bây giờ mình đi tới cái điểm blue beacon, cái điểm beacon màu xanh đó. Và chạy bộ các bạn. Không sao đâu, trong này nếu mà mình chạy một khoảng mà nhanh á với lại gần á thì cũng không sao đâu. Ê, nó trượt trượt nhìn hay quá ha. Run. Dưới này có máy thở không ta, chứ mình nói dây xuống dài lắm. Ok, dưới này có. Đây, oxy generator đây các bạn. Ngon. Đây là cái Terran Tool. Thì đây là cái thiết bị giống như là trong No Man's Sky vậy đó, vừa đào vừa phá các kiểu ha. Bây giờ mình bấm E để equip. Rồi. Và bây giờ mình sẽ đi lấy cái compound deposit này để print cái tether. Có nghĩa là mình sẽ lấy những cái này nè các bạn, cái phân tử này nè. Mình lấy mấy cái khoáng sản này, nói chung là tài nguyên này đó. Rồi để mình in ra cái dây để mình đi nối các kiểu. Rồi xong rồi. Bây giờ cất đi, bấm Q để mở ba lô lên. Và mình sẽ in luôn hả? Đây là cái máy in nè. Hay ha. Nó như kiểu in 3D các bạn. Nó lấy vô nè, xong rồi nó lấy ra đây, kiểu nó lấy mấy nguyên tử này vô xong in ra cái này. Đây là cái đóng dây của mình. Rồi. Tiếp theo là nhiệm vụ bây giờ mình xây một cái đường dây tới cái chỗ chấm màu xanh này. Game này đơn giản. Bây giờ lúc nãy nó kêu mình là đặt đây nè. Đặt cái chữ T nè các bạn. Đó. Rồi đi rồi mình cứ đặt thôi. View. 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 Đơn giản. Rồi, tiếp theo là gather resin from the. Ok, bây giờ mình sẽ lấy những cái này gọi là cái gì ta? Mấy cái quặng hay là phân tử cái gì đó không biết nữa, nhưng mà đó, bây giờ bấm chữ E xong rồi các bạn đi lấy mấy cái này. Khá là hay ha. Rồi, tiếp theo là print a canister from the backpack. Canister là giống như cái đồ đựng đó các bạn. Bấm Q lên. Rồi cái này không phải, cái này mới đúng là resin này nè. Đó, thay vào đây hả? À. Đây, bấm vô này để thay hả? À. Bấm vô cái nút này để thay chứ mình không có kéo được nữa. Không biết nó cho kéo không. Đó, bây giờ mình có cái đựng rồi. Rồi bây giờ nó kêu mình là build a ram. Đây là cái trạm của mình, đây là một cái trạm tàu mới gì của ai ta? Các bạn có thấy lạ không? Tụi mình rơi một hành tinh, một hành tinh này nó đã có sẵn xe rồi, nó đã có sẵn một cái kén mới luôn nữa. Wow. Ê, cái này
Lấy vô được không? Được nè, cất vô được nè. Bây giờ mình e bia ram. Giữ, bấm để giữ. À rồi các bạn, à, mình bấm giữ LT thì nó sẽ lên một cái đường, nó tạo lên cái đường. Hay thật chứ. Còn mình bình thường thì nó sẽ phá xuống như thế này. Là đầu tiên là mình cần lấy những cái tài nguyên này, là những cái nền này nè các bạn. Mình lấy nguyên liệu trước, xong rồi mình xây một cái đường đi lên đây, mình bấm giữ, rồi mình kéo đi lên. Cái này thì nó hơi từ mình bấm giữ, mình kéo đi lên. Hay 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 hay. Ai da, ai da. Rồi, được không ta? Đây là build cái ram nè, từ đây. Ê, tới mình đứng từ đây mình build xuống nó dễ hơn á ha. Nhưng mà nó nhiệm vụ nó cũng không yêu cần lắm. Thật ra là mình chỉ cần nhảy lên đây thôi là được. Đây nè, bây giờ mình build lại cho các bạn xem. Mình sẽ bấm từ đây, mình sẽ bấm xuống. Không, hình như bấm cái này không được. Đó, kiểu mình làm vậy đây, mình làm cái dốc để mình đi á. Đơn giản như vậy thôi. Và cuối cùng là mình sẽ lên cái máy này. À, bây giờ enter. Rồi, và đi thôi. Launch Nitruser. Nó dụ mình các bạn ơi. Lên xong đi xuống. Bây giờ phải đi lấy nhiên liệu. À, mở tab catalog lên. Rồi bây giờ mình research. Đây, cái nhiên liệu này. Aluminum với lại ammonium. Trong này nó có nhiều cái nó lạ lắm các bạn. Rồi, bây giờ đóng lại. Tiếp theo là tìm research. Đây, research sample. Đi tìm mấy cái này nè các bạn. Ê khoan, nãy giờ nó thở bằng cái gì? À, đây có cái dây. Đó, trong này các bạn có đi rồi, các bạn cứ nói cái dây rồi mình đi thôi. Nó hơi bất tiện một xíu á. Như No Man's Sky thì nó sẽ có cái oxy, nó thở, có cái máy đúng không? Nhưng bên này thì nó không có. Nó chỉ có cái này thôi. Bây giờ mình sẽ lấy cái này. Ô, cái này cái gì vậy? Cất vô ba lô được nè. Sau khi các bạn cất vô ba lô xong thì bây giờ mình sẽ bấm F giữ để scan ra. Và đây là một cái tài nguyên mới. Bấm vô đây. Bấm vô này luôn hả? Thả xuống đây không? Không. Bây giờ sao nữa? À, phải nghiên cứu hết luôn á các bạn ơi. Đây nè, scan nó hết luôn. Rồi. Đó, bây giờ mình có aluminum với ammonium. Chưa hiểu lắm à. Từ cũng hiểu thôi. Bây giờ bring a small printer from your backpack. Ok, bây giờ mình sẽ in một cái small printer. À, coi như là đầu vào là một cái nguyên liệu. Nhưng mà đầu ra thì mình ra được rất là nhiều nguyên liệu nha các bạn. Mình có thể in được cái món này nè. Xong mình đổ vào được cái khác nữa nè các bạn. Đây nè, hiện tại là mình đang là một cái máy small generator các bạn. Và mình đổi qua thì nó sẽ là small printer các bạn thấy không. Có nghĩa là một cái compound này mình sẽ in được rất là nhiều món. Cũng hay, được 2-3 món á. Rồi tiếp theo là pick up. Đóng ba lô lại. Bây giờ đặt nó trên cái này ấy. Để chỗ này nó vướng cây quá, đi ra ngoài đây đặt cho nó dễ. Rồi đặt xuống. Tiếp theo là chọn vô. Bình tĩnh nào. Ammonium cộng với cái này, coi như là hai cái nó cộng lại với nhau thì nó sẽ tự làm cái kia. Rồi sau khi mà mình xong cái kia thì bây giờ nó kêu mình làm một cái đường dây đi qua bên kia. Chơi chơi thì bây giờ thấy cũng hơi hơi đau đảo một xíu đó các bạn. Cũng không dễ lắm đâu. Hình như mình đặt sao quá nó không cho. Hết rồi. À đâu, còn mà. Hết rồi các bạn ơi. Đúng rồi, hết rồi. Đi kiếm mấy cái kia. Cái kia là cái mấy cái bong bóng này nè. Bấm chữ E. Đây. Lấy mấy cái này, mấy cái compound này nè. Xong rồi mình bỏ vô kia để mình làm ra oxy. Đó, compound. Chả biết nó là cái chất gì, nguyên tố gì hay cái gì nữa. Game này thì chắc là không có nhiều nguyên tố như bên No Man đâu. Hết oxy. Rồi, bây giờ làm tiếp. Mình bấm chữ Q lên, mình chọn qua cái Tether Bundle. Rồi bấm in, đó. Anh được nhiều cái lắm luôn, hay. Đó, mình sẽ có mấy cái đống này. Rồi mình có thể in tiếp được nữa. Chả thành vấn đề. Xịn ha. Rồi, đi tiếp nào. Nè, đây có nhiều nè. Farm mấy cái này cái nào. Coi như là sau này chơi sẽ còn rất là nhiều tài nguyên và rất là nhiều cái khó mới luôn á. Cũng đáng để chờ đợi và thử ha các bạn ha. Tự xây cái. Nhưng mà có cái nó không có tự động cho mình á. Mình phải đi tới đâu mình phải bấm một cái. Đây. Không được đặt xa. Đặt xa quá nó không có nói được. Tới rồi nè. Hello. Ammonium deposit. Đây là cái quặng ammonium đây.
Rồi bây giờ mình sẽ farm mấy cái này. Cái cách farm nó khá là thú vị, nghe tiếng giống như là tiếng bong bóng vậy các bạn. Cái kia là cái gì đó luôn á. Hiện tại balo nó đã full rồi. Bây giờ mình các bạn nhìn cái súng mình nó gắn đồ nè, xong rồi các bạn nhìn cái ba lô của mình nó gắn đồ nè, nhìn cái người nó téo lắm luôn á. Bây giờ mình sẽ bỏ bớt mấy cái này ra đó, mình có thể kéo nó ra hoặc là mình in thêm cái kia cũng được, muốn làm sao đó làm. Rồi và hiện tại là mình đang đi đào thử cái laterite hả, khó đọc quá nhưng mà nên lấy từ dưới gốc mà các bạn ơi, đây ha. Rồi xong rồi restore power to the smelting furnace. Bây giờ cất cái này đi. Đây là một cái trạm mới nữa, chắc là tutorial cho nên nó có nhiều, chứ mới vô chắc mình phải đi xây mấy cái này hơi nhiều quá, mới té giếng thôi. Như đây là cái lò nung thì phải. Đúng rồi, shelter ở đâu, cái nhà của mình chứ. Đây mới là cái smelting nè. Trong này thì nó có sẵn cái oxy rồi. Bây giờ mình sẽ chọn nó dây nữa hả? Ôi vãi. Nó nói dây điện nên nè các bạn, cái dây nó vô đây nè. Rồi bây giờ mình đặt những cái đồ này vô. Bây giờ mình sẽ bấm quy đúng không? Đặt cái này vô đây. Mình tương tác như vậy, thì đó là tương tác như vậy. Nó đang nấu chảy ra, coi như cái này là cái quặng kim loại hay cái gì đó, quặng thô thì phải bỏ vô cái lò này nó nung, nó nấu chảy ra hết. Xong rồi mới làm tiếp được. Chọn cái small generator. Đặt ở đây luôn hả? Đâu? Đặt một cái máy thêm ở đây để kết nối nó vô để nó có năng lượng thêm. Ê, cái máy này hơi bậy, đặt lại coi. Đây các bạn ơi, rồi bây giờ gather organic from nearby flora to fuel the small generator. Bây giờ mình sẽ bỏ cái organic vô thì mình lấy cái organic từ những cái loại cây này ha. Hoặc là cái organic là cái gì ta quên rồi. Cái gì? Mình lấy mấy cái cây này ra nè. Organic. Cái farm này của nó thú vị và nhìn nó tế kiểu gì vậy các bạn, dư lắm luôn rồi nè. Bây giờ mình sẽ nhét nó vô. Bấm quy để mở ba lô lên đây, organic đây. Đó, bỏ vô đây. Rồi, collect aluminum from the smelting furnace. Bây giờ mình sẽ lấy cái aluminum sau khi mà nó đã làm xong rồi thì đây. Bỏ vô đây. Hết chỗ bài nó rồi. Từ, để đỡ đi. Dục bớt ra cái đã, dục bớt cái organic ra. Xong rồi lấy cái này nhét vô. Nhức đầu rồi đó. Mở ba lô lên. Bây giờ mình chọn cái small printer, đặt xuống. Rồi mình cũng phải nối dây cáp luôn. Bây giờ mình sẽ nhét hai cái này với nhau. Đầu tiên là kết nối dây cáp trước. Tiếp theo là bây giờ mình sẽ bấm vô. Bậy rồi. Nhét đồ vô đây luôn thì phải. Đây, đầu tiên là mình sẽ nhét cái cục này aluminum vô đây. Tiếp theo là mình sẽ nhét cái này, cái gì quên rồi. Đó, nó sẽ đang làm. Hay ha, aluminum cộng với ammonium. Rồi cuối cùng là sao? Bây giờ sao nữa? Đây các bạn, mình có một cái khi mà để vô bấm chữ F lên đó. Đó, rồi mình bắt đầu bấm cái này để nó print. Y hệt như cái máy in 3D luôn các bạn, đẹp quá, đã quá. Chào qua trở lại. Nó đang in lên kìa. Ủa làm sao có màu? Rồi lấy gì sơn rồi có màu? Ôi xong rồi nè. Cuối cùng là quay trở lại với kia với cái đồ này. Giờ nhét vô ba lô này được không? Nhét vô được. Đi thôi, bye bye tụi bay. Bây giờ mình còn đi về cái chỗ kia. Cũng hiểu được xíu rồi đó, nhưng mà mình hơi nhức đầu xíu. Tự nhiên là ngày đầu tiên sinh tồn ở một hành tinh lạ, nhưng mà hành tinh này cũng không có quá giọt gì nhiều. Cái này nó chưa có cái đồ phản lực nó bay nha các bạn. Mình quen bay bên No Man rồi, bây giờ qua đây nó hơi chậm. Đó, lên. Mở cái này, nhét cái này vô. Đó. Rồi, lên. Đi nào. Giỡn hoài bạn. Giỡn hoài bạn, từ bạn ơi, hình như còn cái gì đó chưa bậy. Kết nối hả? Mình phải unpack nó ra nữa. Lúc nãy là mình đang trong một cái hộp, bây giờ mình phải mở hộp nó ra, đóng gói, bây giờ mình mở ra rồi. Đó, cái thiết bị này mới đúng nè.
Coi như cái nãy là cái lúc mà nó in ra xong á, nó đóng gói lại cho mình, rồi mình đem ra đây mình gắn cho nó gọn á các bạn, để mình di chuyển á. Sau khi mà mình đóng gói xong hết thì mình đem ra đây, bắt đầu mình mở hộp ra cho nó bung ra rồi nó gắn vô, rồi bây giờ mới đi được. Tôi khổ. Cuối cùng cũng xong. Thú vị và đồ họa cũng khá là đẹp. Rồi ok, thì coi như là xong cái quá trình đầu tiên của mình rơi vào một cái hành tinh lạ mà mình sinh tồn, cũng như là mình đi kiếm đồ, mình đã hiểu được sơ sơ cách rồi ha. Và mình cũng xin phép tạm dừng video tại đây. Rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi cái tựa game Attorney này. Và nếu các bạn thích thì hãy comment phía dưới cũng như là like thật là nhiều, để tập sau mình sẽ rủ mọi người vô chơi tựa game này nha các bạn. Chào các bạn, bye bye.